Xin chào các anh chị, em là Công Tokyo. Hôm nay thì trên kênh của em đang có hai cái mẫu giày gốp. Đó là đây là những cái mẫu giày mà đang được các anh chị ở Việt Nam rất chi là ưa chuộng. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là hai đôi giày này của bên em thì đang được sale. Nếu như hiện tại giá bây giờ bên hãng của Adidas Việt Nam bán thì đôi này khoảng 5 triệu 7 cho đến 6 triệu. Tuy nhiên ở bên Adidas Japan thì hiện tại giá của nó chỉ khoảng 2 triệu 7, 2 triệu 8, 2 triệu 9 thôi, tùy từng mẫu, tùy từng size anh ạ. Anh chị ạ, thực ra thì sale sâu như vậy thì cái size hiện tại nó không còn nhiều. Nên là các anh chị nào có muốn nhu cầu order những đôi giày chính hãng của Adidas, của Puma, vân vân thì có thể liên hệ với em theo cái đường link mô tả bên dưới. Em là Công Tokyo. Thì bây giờ em sẽ đi vào chi tiết về hai đôi giày này. Đây đều là một mẫu, đó là Tour 360XTSL, có cái rút dây là boa nha anh chị nhá. Đó thì nó có hai phối màu, đó là đỏ trắng và đỏ trắng đen và trắng đen. Thì hai đôi này đều em đã order cho anh khách. Đây cũng là một cái anh khách của bên em đã order hai đôi cùng một lúc. Cái size giày em nói thêm về một chút về cái size giày của giày gốp nhá. Giày gốp thì bên em sẽ lấy theo size của Japan, thì là size cm, thì quy đổi ra nó hơi khác với giày thể thao một chút. Đó là hai size 25 cm sẽ là 41 nhé, 25.5 sẽ là 41. Thì đây là hai cái đôi giày của em. Bên em là order chính hãng full box, nó giống hoàn toàn với như là các anh chị order từ store về thôi, từ mua từ store về thôi. Thì bên trong hộp bên em này có giấy gói này, có giày này, có giày nhá, có giấy gói và một số cái sách hướng dẫn sử dụng cho thị trường Nhật Bản nhé. Thì cái này thì đó đó đây là một vài sách hướng dẫn và một cái những cái điểm lưu ý, những cái điểm nổi trội của cái đôi giày này đó, thì anh chị có thể tham khảo. Bên em thì là hàng cam kết chính hãng và hoàn lại 10 lần giá trị của đôi giày nếu như mà các anh phát hiện nó là hàng giả, hàng fake đó. Bên em cũng bao cả check hãng luôn, nên là các anh chị cứ thoải mái yên tâm mà order những cái đôi giày chính hãng của bên em. Đó, em sẽ đi chi tiết về cái đôi giày này. Thực ra thì đôi giày này có các đặc điểm nổi bật, hai đặc điểm nổi bật, đó là phần upper của nó là bằng da nhé, cho nên là khiến cho chúng ta là cái chịu thấm nước là rất tốt. Khi các anh chị đi trời mưa hoặc đi sân cỏ ướt thì sẽ giúp cho đôi chân của chúng ta khá là khô ráo. Bên cạnh đó, cái điểm thứ hai đó là cái đôi giày này có cái phần rút dây là phần ba, các anh chị rút lên phát là nó sẽ nới dây ra, các anh chị muốn ấn vào để thắt dây tiếp đó. Cái điểm thứ hai, điểm thứ ba của đôi giày này đó là nó có đế boost, nên là các anh chị đi rất chi là êm, nó cực kỳ êm nhá. Cái đế boost thì các anh chị đã từng đi giày thể thao thì sẽ rất biết cái ưu điểm nổi trội của cái đế boost khi mà chúng ta đi hàng ngày. Đôi này có cái đặc điểm thứ tư, đó là cái đế này của nó là cái đế bình thường thôi, không phải là cái đế có đính đinh. Đế đinh thì chúng ta sẽ chỉ đi được khi mà chúng ta chơi trên những cái mặt cỏ dày này, nền đất mềm này, chúng ta sẽ đi những đôi giày đấy. Thì nhưng mà đôi giày này nó là cái đế mà cho chúng ta có cái lựa chọn là chúng ta đi trên sân cỏ cũng được, mà chúng ta đi trên nền hàng ngày cũng được. Nói chung là chúng ta có thể đi hàng ngày với đôi giày này một cách thoải mái với cái đế này đó. Đây là một cái đôi giày cao cấp của nhà Adidas, cho nên là nó được hoàn thiện cực kỳ tốt nhá. Đấy, các chị vần keo chỉ này rất tốt, rất đẹp này, chính hãng Adidas, anh chị có thể xem đó. Đây là cái gót giày nhá. Gót giày thì nó lại được làm bằng bằng đó là bằng gì, bằng cái phần da giống như kiểu là trên những cái xe xa ấy, các chị ạ. Đó thì nó có những lỗ thoát khí, trông rất chi là tinh tế và đẳng cấp nha anh chị nhá. Thì đây là cái một phối màu màu đen trắng. Hiện tại thì bên em có rất nhiều là những cái mẫu giày khác. Các anh chị có thể inbox hoặc là nhắn tin cho em để em gửi những cái mẫu mà size các anh chị có rất nhiều mẫu bên em đang được sale. Đó, thì tiếp theo là cái đôi màu đỏ này thì nó cũng giống hệt cái đôi kia thôi, nó cũng có phần upper da này, đế rút dây này và cái đế boost. Cái đế này là đế TF bình thường thôi. Đó. Rất đẹp nhá anh chị nhá. Qua đây thì các anh chị nào muốn có nhu cầu order những đôi giày chính hãng của Adidas, Nike, Puma, vân vân về gốp thì có thể liên hệ với em qua cái đường link mô tả bên dưới. Em là Công Tokyo. Xin cảm ơn các anh chị.